vào Facebook của vợ Châu Việt Cường mới biết vì sao mới gặp ở đồn công an. Anh đã òa khóc. Sau khi Châu Việt Cường bị bắt để điều tra, một người bạn thân kể vợ anh đối diện những khó khăn, gặp trục trặc trong hôn nhân, nhưng hiện cô vẫn đứng ra lo liệu cho chồng. Trả lời với báo chí, nam ca sĩ Trịnh Thế Phong cho biết vợ Châu Việt Cường thường vào thăm chồng sau khi anh bị tạm giữ để điều tra vì liên quan đến cái chết của một cô gái. Thế Phong là ca sĩ thân thiết với vợ chồng Châu Việt Cường. Từ nhiều năm nay, anh cũng là người có mặt sớm nhất tại hiện trường vụ án khi nhận được tin báo. Châu Việt Cường đã khóc và ôm chặt lấy vợ khi cô đến thăm. Anh có một con gái, chị Ngọc Anh, tên vợ Châu Việt Cường, đã đến thăm chồng. Chị ấy kể chồng ôm chầm lấy chị và khóc ngay khi vừa thấy vợ vào. Thế Phong nói, cũng theo lời anh, tinh thần của Châu Việt Cường đã ổn định hơn vài ngày trước. Châu Việt Cường đã kết hôn và có một con gái, năm nay 2 tuổi. Tuy nhiên, hai vợ chồng gặp trục trặc và ly thân được một thời gian. Trên trang cá nhân, vợ Châu Việt Cường cũng úp mở việc chồng đào hoa, có nhiều mối quan hệ bên ngoài. Vậy nhưng, khi nghe tin chồng bị bắt, vợ Châu Việt Cường đã bỏ qua những mâu thuẫn để cố gắng lo liệu cho gia đình. Chị ấy hiện giờ rất bình tĩnh, một lòng sốt sắng lo cho chồng hết mức có thể, chọn tình chọn nghĩa. Anh em chúng tôi ai cũng cảm phục chị ấy vì điều đó, Thế Phong cho hay. Trước mắt bạn bè, vợ Châu Việt Cường là người có quan hệ rộng và khéo kinh doanh. Tuy nhiên, trước giờ chuyện kinh tế trong gia đình vẫn do Châu Việt Cường làm trụ cột. Khi anh bị bắt, gánh nặng và áp lực dồn hết lên vai vợ trẻ. Chúng tôi đều mong chị bản lĩnh, tỉnh táo ở thời điểm này. Hiện chị đang cố lo cho con và chạy vậy chăm chồng. Đó là điều rất khó khăn và vất vả với một phụ nữ. Hiểu hoàn cảnh nên bạn bè người thân đều giúp đỡ nhiều nhất có thể, Thế Phong nói thêm. Nói về thông tin Châu Việt Cường sống tiêu xài xa hoa, nhưng mẹ lại sống cảnh nghèo ở quê, không được con chu cấp hàng tháng, Thế Phong tin rằng đây là sự hiểu nhầm. Mẹ Châu Việt Cường đã có tuổi và không được minh mẫn như trước, bà vẫn ở quê, chưa lên thăm con vì vài lý do. Trước kia nhiều lần Châu Việt Cường đón mẹ lên sống cùng, nhưng chỉ vài ngày là bà lại đòi về. Gần nhất, chính tôi thấy Châu Việt Cường còn biếu mẹ 11 triệu đồng tiêu Tết. Là một đồng nghiệp người em, tôi mong Châu Việt Cường lấy lại tinh thần, sẵn sàng đối mặt với pháp luật và sớm trở lại với xã hội, gia đình và bạn bè, anh nhắn nhủ. Trong khi đó, nam ca sĩ Lâm Chấn Khang cho biết anh sốc khi nghe tin Châu Việt Cường bị bắt. 2 năm qua, Châu Việt Cường đã thay đổi, biết lo toan cho gia đình vợ con, mua được nhà và xe. Đáng buồn gần 1 tháng nay, Châu Việt Cường trở lại ham chơi, bỏ bê gia đình. Anh hy vọng sau sự việc đáng tiếc này, Châu Việt Cường sẽ không còn mắc sai lầm trong cuộc sống. Trước đó, vào tối ngày 4 tháng 3, nhóm ca sĩ gồm Châu Việt Cường, Nam Khang, tức Đoàn Quý Nguyên, quê Thừa Thiên Huế, rủ Trương Mỹ Hạnh, 20 tuổi, ở Chương Mỹ, Hà Nội, và một cô gái chưa xác định có tên là Phượng Anh, đến căn phòng Phạm Đức Thế đang ở để sử dụng ma túy tổng hợp. Khoảng 8 giờ cùng ngày, Châu Việt Cường bị ảo giác do dùng ma túy đá. Anh này tưởng Hạnh bị ma nhập nên cố tình nhét tỏi vào miệng cô đến chết. Ngày 6 tháng 3, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp Châu Việt Cường để điều tra về tội vô ý làm chết người theo điều 128 Bộ luật hình sự 2015. Theo điều 128 Bộ luật hình sự 2015, người vô ý làm chết người có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Phạm tội làm chết 2 người trở lên thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Cô gái trẻ nghi bị Châu Việt Cường sát hại không tìm được cha đẻ về lo tang lễ cho con gái. Mặc dù gia đình đã cử người lên tận Thái Nguyên tìm cha đẻ về lo tang lễ cho H, nhưng không tìm thấy. Việc tang lễ cũng không thuận lợi nên thay vì hỏa táng như dự định ban đầu, thì thi thể cô gái trẻ lại được gia đình đưa đi chung cất. Gia đình không tìm được bố đẻ của nạn nhân để về lo tang lễ cho con. Như chúng tôi đã thông tin, thì về vụ việc thiếu nữ Trần Minh H, sinh năm 1998, trú tại Chương Mỹ, Hà Nội, tử vong có liên quan đến ca sĩ Nguyễn Phi Cường vào sáng ngày 5 tháng 3 tại phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội. Theo điều tra ban đầu của công an, nhóm của Cường cùng nhau sử dụng ma túy tổng hợp. Khoảng 8 giờ cùng ngày, Cường bị ảo giác nghĩ H bị ma nhập, nên ghi cổ nhét tỏi vào miệng của Trần Minh H. Hành động này của Nguyễn Phi Cường đã khiến cho nạn nhân tắc thở tử vong. Qua khám nghiệm pháp y, cảnh sát tìm thấy hơn 30 nhánh tỏi gây tắc phế quản, tắc đường hô hấp khiến cho cô gái tử vong. Công an quận Ba Đình phối hợp với phòng cảnh sát hình sự đã bắt giữ Nguyễn Phi Cường và triệu tập người liên quan để điều tra làm rõ. Có mặt tại gia đình của nạn nhân sáng ngày 6 tháng 3, ông ngoại của H là ông Lưu Xuân Nguyên, 82 tuổi, không khỏi buồn bã chia sẻ. Gia đình của H vô cùng hoàn cảnh khi cha mẹ sống không hạnh phúc. Người bố đã bỏ ba mẹ con đi từ lâu về Thái Nguyên và đã lập gia đình. Bản thân mẹ H cũng đã ốm
Gia đình khá khó khăn, nên tất cả thu nhập chỉ trông chờ vào việc đang lát thuê, với thu nhập mỗi ngày là khoảng 70.000 đồng. Khi nghe tin, tất cả chúng tôi đều không khỏi bàng hoàng và đau xót. Một người cháu khá xinh, ngoan ngoãn, nhưng phải ra đi khi mới đôi mươi, ông ngoại Hát chia sẻ. Nói thêm về tính cách của nạn nhân, ông ngoại cùng họ hàng cho biết Hát học xong lớp 12, sau đó do điều kiện gia đình khó khăn nên phải xuống Hà Nội làm ăn. Đặc biệt Hát có năng khiếu ca hát, hễ trong vùng có đám cưới là Hát đứng lên, hát một vài bài. Ngay cả bạn bè cứ dịp tụ tập Hát cũng hát hò rất vui vẻ. Hát nói xuống Hà Nội làm ăn, kiếm tiền nuôi ông bà và mẹ từ hơn một năm nay. Tuy nhiên chưa có tháng nào Hát gửi tiền về. Và cháu chia sẻ rằng việc làm ăn cũng bấp bênh, vì tháng làm được, tháng không, ông ngoại Hát cho hay. Cũng theo người nhà cho biết, khi nghe tin Hát tử vong, gia đình đã cử người lên tận Thái Nguyên để tìm bố đẻ về lo tang lễ cho con gái, nhưng không thể tìm được. Chỉ có họ hàng bên nội, có một vài người xuống chia buồn cùng gia đình. Cũng trong sáng ngày 6 tháng 3, thi thể của nạn nhân đã được gia đình đưa lên để hỏa táng tại nhà tang lễ thuộc huyện Ba Vì, Hà Nội. Tuy nhiên lúc 10 giờ, bà ngoại của Hát cùng một số anh em hào hàng đã tức tốc chạy về báo tin với gia đình là việc hỏa táng không thể tiến hành được và chuyển sang chôn cất. Nói thêm về đời sống riêng tư của nạn nhân, gia đình cho biết trước kia có ai rất yêu và quý mến Hát bởi tính cách cũng như vẻ đẹp của Hát. Tuy nhiên Hát lại không đồng ý và nhận người con trai đó làm anh trai và nhận cha mẹ của chàng trai này là bố mẹ nuôi. Cũng từ đó Hát rất hay lui tới nhà của bố mẹ nuôi, thậm chí các ngày lễ Tết dịp về quê Hát đều lên nhà bố mẹ nuôi ăn cơm vui chơi. Nhà bố mẹ nuôi cũng rất tốt với Hát. Cách đây không lâu, bố mẹ nuôi của Hát dự định sẽ làm nhà với Hát, có nói là làm thêm một phòng để thỉnh thoảng về quê qua ở, thì bố mẹ nuôi vui vẻ đồng ý. Người nhà chia sẻ khi nghe tin Hát tử vong, gia đình bố mẹ nuôi cùng người anh trai kết nghĩa lập tức chạy đến gia đình và khóc như mưa. Hàng xóm sợ hãi sau vụ ca sĩ Châu Việt Cường nhét đầy tỏi vào miệng bạn gái khi sử dụng ma túy. Gần một ngày qua, dư luận xôn xao trước thông tin nam ca sĩ Châu Việt Cường, tên thật là Nguyễn Việt Cường, quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, bị cơ quan chức năng tạm giữ để điều tra làm rõ về cái chết của chị Trần Mỹ Hát, sinh năm 1998, quê ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, vào sáng ngày 5 tháng 3, người dân sống ở khu tập thể nằm trong khu phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội, phát hiện Nguyễn Việt Cường từ cầu thang bộ chạy ra đường với nhiều biểu hiện bất thường như bị phê ma túy. Sau đó người dân đã thông báo lực lượng chức năng. Khi lực lượng chức năng có mặt thì phát hiện trong căn phòng mà Nguyễn Việt Cường ở cùng với ba người khác vào đêm hôm trước có thi thể một cô gái, nên đã nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ việc. Khi phóng viên có mặt tại khu tập thể nằm trong phố Nguyễn Văn Ngọc vào tối ngày 5 tháng 3, nhiều người dân nơi đây vẫn chưa hết hoảng sợ về sự việc trên. Chia sẻ với phóng viên, bà Nguyễn Thị S, người dân khu tập thể cho biết, vào sáng ngày 5 tháng 3, một số người dân ở khu tập thể nhìn thấy nam thanh niên, tức ca sĩ Châu Việt Cường, cầm trên tay nhiều vật dụng không rõ là gì, mồm liên tục khấn vái, nói nhảm, đi từ cầu thang xuống khiến ai nấy đều hoảng sợ. Sau đó anh ta lại chạy vào phòng với những biểu hiện bất thường nên mọi người đã thông báo cơ quan chức năng. Bà Nguyễn Thị Kha, 55 tuổi, người dân sinh sống ngay cạnh ngôi nhà xảy ra án mạng cho biết, vào sáng ngày 5 tháng 3, khi bà Ít đang đi làm thì nhận được một cuộc điện thoại của người thân gọi đến, bảo ở gần nhà mình vừa xảy ra một vụ án mạng khiến cho một cô gái trẻ tử vong. Sau cuộc điện thoại, bà Ca cảm thấy rất sợ nhưng vẫn cố bình tĩnh về nhà xem có chuyện gì xảy ra. Bà Ca cũng kể, sau khi cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục pháp lý, một số hộ dân sinh sống cạnh với căn phòng của nạn nhân do sợ hãi nên đã phải tạm di chuyển đến nhà người thân để ở nhờ. Liên quan đến vụ việc trên, tối ngày 5 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết đã có kết quả xác minh ban đầu về vụ cô gái tử vong sau khi sử dụng ma túy cùng ca sĩ Châu Việt Cường. Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, khoảng 3 giờ 30 phút ngày 5 tháng 3, sau khi đi hát, Nguyễn Việt Cường và Nam Ca, tức Đoàn Quý Ngờ, quê Thừa Thiên Huế, đã rủ chị Trần Mỹ Hát, sinh năm 1998 ở Chương Mỹ, Hà Nội, và một cô gái có tên là BA, chưa xác định được nhân thân, đến nhà anh Tờ ở phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị. Tại đây, nhóm người này đã quan hệ tình dục và sử dụng ma túy tổng hợp. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, Nguyễn Việt Cường bị ảo giác, nghĩ chị Hát bị ma nhập nên đã chạy xuống nhà mua tỏi rồi nhét vào miệng chị Hát. Hành động trừ ma của Nguyễn Việt Cường đã khiến cho nạn nhân tắt thở tử vong. Qua khám nghiệm pháp y tử thi, lực lượng chức năng tìm thấy hơn 30 nhánh tỏi, củ tỏi nằm ở miệng chị Hát. Trong đó có 3 củ tỏi nguyên và 1 củ tỏi đã chặn đúng lưỡi, gây tắc phế quản, tắc đường hô hấp là nguyên nhân khiến cho chị Hát tử vong.
Cùng ngày, cơ quan điều tra công an quận Ba Đình đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố bắt giữ Châu Việt Cường và triệu tập người liên quan đến phục vụ công tác điều tra. Bầu xô của Châu Việt Cường lên tiếng cậu ấy sống bạc mạng và khó kiểm soát. Thông tin từ công an thành phố Hà Nội xác nhận ca sĩ Châu Việt Cường có liên quan tới cái chết của một cô gái trên địa bàn phường Cống Vị, Ba Đình. Phóng viên đã liên hệ với bầu xô của ca sĩ này. Chia sẻ với phóng viên, một vị bầu xô chuyên sắp xếp chương trình cho Châu Việt Cường, nhân vật xin được giấu tên, cho biết tôi đã quen Cường nhiều năm vì có nhiều mối quan hệ với các hội chợ, chương trình ca nhạc ở các tỉnh miền Bắc, nên có hay giới thiệu cho Châu Việt Cường và nhiều đồng nghiệp khác. Về chuyên môn thì không nói, vì Cường có giọng hát cũng được, tuy nhiên tính tình của Cường thì ngông lắm. Châu Việt Cường là một người rất ăn chơi, sống bạc mạng và khó kiểm soát. Việt Cường không phải là một người thuần tính, có thời gian cậu ấy còn bay lắc nữa. Một số người bạn chơi với Cường cũng từng khuyên bảo cậu ấy nên chăm chú vào sự nghiệp, không sống bản năng nữa. Có thời gian cậu này đã tu rồi, không hiểu vì sao mà lại xảy ra cơ sự như báo chí vừa thông tin. Châu Việt Cường đã có vợ và con. Ca sĩ này tên thật là Nguyễn Việt Cường, sinh năm 1984, quê ở Hà Trung, Thanh Hóa, từng học trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật Hà Nội. Có sự giúp đỡ của ca sĩ Lâm Chấn Huy và ông bầu của công ty Vĩnh Tuyên, Châu Việt Cường đã từng vào Nam và cho ra mắt album thứ 3. Đây là ca sĩ theo đuổi dòng nhạc thị trường và có nhiều ca khúc được giới trẻ yêu thích như Liều Thuốc Yêu, Bạc Trắng Tình Đời, Nước Mắt Chảy Tuôn, Tình Chết. Thời gian gần đây, Cường ra Hà Nội sinh sống, hoạt động giải trí tại Hà Nội và miền Bắc, vị bầu xô này chia sẻ. Chiều ngày 5 tháng 3, trao đổi với phóng viên, Trung tá Phạm Văn Thịnh, trưởng công an phường Cống Vị, xác nhận thông tin ca sĩ Châu Việt Cường có liên quan tới cái chết của một cô gái. Cơ quan công an đang có mặt tại hiện trường khám nghiệm tử thi. Theo một nguồn tin của báo, thì nhóm đối tượng khoảng 5 người, trong đó có ca sĩ Châu Việt Cường, đã tụ tập trong một ngôi nhà cấp 4 do ca sĩ Châu Việt Cường mượn của một người bạn để sử dụng ma túy. Hiện phòng hình sự công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với công an quận Ba Đình tiếp tục khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ. Tìm ra Facebook của cô gái xinh đẹp cùng ca sĩ Châu Việt Cường hút ma túy. Tại cơ quan công an, nam ca sĩ khai nhận tối hôm xảy ra vụ việc đã cùng bạn gái sử dụng ma túy dẫn đến cơ thể bị ảo giác. Do có ảo giác bị ma nhập nên Châu Việt Cường và Hát đã rắc tỏi quanh nhà để trừ ma, sau đó bóc tỏi rồi cho vào mồm bạn gái khiến cho nạn nhân ngạn dẫn đến tử vong. Thêm một nhân chứng cho biết thì ca sĩ từ trên trời rơi xuống chạy ra đường, té nước ướt hết người, miệng lẩm bẩm nói có quỷ, ma quỷ, sau đó lấy dao của một người bán hàng nhưng bị giành lại, sau đó từ trên trời rơi xuống, sang hàng bán rau cuốc củ tỏi, chạy lên phòng. Kết quả là trong phòng hiện trường rơi rất nhiều tỏi, mồm nạn nhân bị nhét đầy tỏi, dẫn đến ngạt thở và chết. Chiều ngày 5 tháng 3, Công an quận Ba Đình, Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự ca sĩ Châu Việt Cường. Tin ban đầu khoảng 23 giờ khuya ngày 4 tháng 3, ca sĩ Châu Việt Cường, Phạm Đắc Thế, sinh năm 1988, cùng một số người bạn, trong đó có ca sĩ NK và chị H, đến nhà Thế ở khu tập thể 2-1, phường Cống Quỳnh, quận Ba Đình, 5 người cùng chơi ma túy. Đến 6 giờ sáng ngày 5 tháng 3, ca sĩ NK về trước. Có thể vì phê ma túy dẫn đến ảo giác nên chị H nghĩ có ma và đi lấy tỏi rắc quanh phòng. Chị H lấy tỏi, nhai và đưa cho ca sĩ Châu Việt Cường cũng nhai. Hết tỏi, Châu Việt Cường tiếp tục lấy thêm và nhét vào miệng chị H. Dù hai người chơi cùng ngăn cản, nhưng Châu Việt Cường vẫn tiếp tục nhét rất nhiều tỏi vào miệng chị H. Kết quả khám nghiệm hiện trường và tử thi cho thấy trong căn phòng còn vương vãi rất nhiều tỏi tươi. Miệng chị H có hàng chục nhánh tỏi dẫn đến ngạt thở gây tử vong. Ca sĩ Châu Việt Cường bị tạm giữ điều tra vì liên quan đến cái chết của cô gái trẻ ở Hà Nội.